Xin chào mọi người. Thần y ở rễ chương 5544 đến chương 5545. Kịch chiến huyết nhân. Kẻ máu me khắp người kia chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt đỏ như máu, nhếch miệng lộ ra một nụ cười tà mị. Không nghĩ tới cậu thế mà nhận ra huyết ma hiến tế. Người mặc áo choàng thần sắc bình tĩnh nói ra: huyết ma hiến tế chính là một tà thuật, lấy vô số máu tươi cùng linh hồn sinh linh làm vật hiến tế nhằm có được lực lượng cường đại. Anh làm chuyện điên rồ như thế thì không sợ bị thiên khiển hay sao? Thiên khiển? Huyết nhân phá lên cười điên cuồng. Đợi cái tôi thành công thì tôi chính là trời. Người mặc áo choàng lắc đầu, nói chuyện viễn vông, không nói trước rằng bản thân việc tu luyện huyết ma hiến tế này của anh là sai, mà thủ pháp này của anh liền có rất nhiều nhược điểm. Muốn thành công sao? Tôi thấy là anh chỉ là đang nằm mơ giữa ban ngày. Huyết nhân đột nhiên khẽ giật mình. Cậu nói cái gì? Sai sao? Không có đang thành công sao? Làm sao lại sai được chứ? Cậu đừng ở nơi này nói hù nói vừa. Trình tự sai. Người mặc áo choàng nói tiếp. Chỉ một câu này lại khiến thần sắc huyết nhân đại biến. Không có khả năng, chuyện này là không thế nào, tôi làm sao có thể sai được chứ? Ở đây nhất định là có vấn đề gì đó, nhất định là cậu ở nơi này làm rối loạn đạo tâm của tôi. Tôi đã tiêu tốn nhiều năm như vậy, khổ tu cho đến bây giờ, làm sao có thể là sai được chứ? Huyết nhân hai mắt dần dần đỏ ngầu, cả người trở nên bức bối. Tôi chỉ còn một bước cuối cùng, liệu có thể hoàn thành huyết ma hiến tế? Cậu dám nhiễu loạn đạo tâm của tôi phải huyết tế cậu. Huyết nhân dữ tợn gào thét. Vậy liền thử xem sao. Người mặc áo choàng không còn nói nhảm, thân hình lóe lên hướng thẳng đến huyết nhân công tới. Huyết nhân mạnh mẽ đưa tay, một cỗ lực lượng cường đại tuôn ra. Lực lượng của hai người tại dưới không trung đập thẳng vào nhau. Người mặc áo choàng kịch liệt lui lại cau mày. Lực lượng chỉ là sâu kiến, há thể lay trời được sao? Huyết nhân cười ha hả. Đây căn bản không phải là lực lượng của anh, mà là lực lượng của những người khác đã bị anh tàn sát. Anh chỉ là đem lực lượng của người khác lấy cho mình sử dụng, là dựa vào bí pháp tà ác dần dần dung nhập nhằm mục đích gia tăng sức mạnh cho mình. Đây chính là chỗ đáng sợ của huyết ma hiến tế. Thế nhưng là anh đã đánh giá quá cao nhục thân của mình. Thân thể của anh căn bản là có cách nào gánh chịu được của lực lượng này, cho nên anh bây giờ thậm chí không thể đứng dậy, chỉ thể như một con rối ngồi tại trên cái ghế kia, đúng không? Người mặc áo choàng bình tĩnh mới miệng nói. Những lời nói này có thể nói là trực tiếp đem cả quần lót của huyết nhân đều nói trắng ra. Huyết nhân lập tức nổi giận gầm thét: tao muốn mày phải chết. Huyết nhân vừa gầm lên, khí huyết trên người hắn càng thêm nồng đậm, áp lực cường đại tràn ngập tuôn ra. Người mặc áo choàng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Anh lần nữa vận chuyển ra lực lượng quanh thân, hai tay kết ấn, trong miệng khẽ lẩm bẩm. Trên người anh tản mắt ra tia sáng kỳ dị, bên trong tia sáng dĩ nhiên ẩn chứa một loại phù văn thần bí nào đó. Huyết nhân thấy thế sắc mặt càng thêm dữ tợn. Trò mèo cũng dám khoe khoang ở trước mặt tao. Hai tay hắn bay múa, khí huyết cường đại như nước thủy triều hướng về phía người mặc áo choàng càng quét ập tới. Thế nhưng là khi màn khí huyết chạm đến tia sáng trên thân người mặc áo choàng lại chậm rãi bị triệt tiêu. Người mặc áo choàng thừa cơ đột ngột lao tới, thân hình như quỷ mị tiếp cận huyết nhân. Huyết nhân vội vàng điều động càng nhiều lực lượng hơn tiến hành ngăn cản, nhưng động tác của hắn rõ ràng đã trở nên chậm chạp. Đúng như người mặc áo choàng đã nói, thân thể của hắn đã khó có thể chịu đựng được lực lượng khổng lồ như thế. Ngay tại lúc người mặc áo choàng sắp đánh trúng huyết nhân, nhảy mắt một cỗ lực lượng huyết bạo đột nhiên nổ tung. Người mặc áo choàng bị đánh bay. Huyết nhân cười ha hả, thằng ngu xuẩn này đã biết trong cơ thể tao ẩn chứa lực lượng vô tận, còn dám tới gần tao là muốn tìm đường chết hay sao thế? Nhưng vừa nói được mấy câu, huyết nhân thì bắt đầu hộc máu. Người mặc áo choàng cấp tốc bình ổn lại thân thể, sau khi hạ xuống đất, thân thể hơi lảo đảo một chút. Anh không hề lộ ra vẻ hốt hoảng, ngược lại còn vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm huyết nhân kia. Huyết nhân mặc dù thành công đánh lui người mặc áo choàng, nhưng hắn giờ phút này tình trạng cũng cực kỳ hỏng bét. Trận huyết bạo kia đã để thân thể vốn là yếu ớt không chịu nổi của hắn càng trở nên tồi tệ hơn, khí huyết trên người đã trở nên hỗn loạn. Thế nào,
có phải cảm thấy thân thể rất khó chịu hay không? Người mặc áo choàng nhàn nhạt nói, mày không cần phản bác tôi, anh nhất định là hiểu rõ thân thể của mình hơn tôi. Tôi đã nói từ trước, phương pháp tu luyện của anh là sai lầm. Mặc dù trong thể anh ẩn chứa lực lượng rất cường đại, nhưng sẽ gây bất lợi cho anh. Nên đánh lâu dài, một khi anh lợi dụng phần lực lượng này quá độ, thân xác của anh sẽ không chịu nổi. Người mặc áo choàng đã lần nữa cất bước hướng về phía huyết nhân đi đến. Huyết nhân hai mắt đỏ ngầu, mặt đầy dữ tợn. Cho dù là như thế, tao muốn giết mày cũng dễ như trở bàn tay. Dứt lời, huyết nhân xuất thủ trước, cách không vỗ ra một luồng huyết bào. Người mặc áo choàng hừ lạnh một tiếng, lần nữa thi triển lực lượng, tia sáng quanh thân càng tăng lên như một ngôi sao sáng hướng về phía huyết nhân phóng tới. Ầm! Huyết bào kia lập tức bị chấn nát. Người mặc áo choàng thế như trẻ tre đánh thẳng vào mặt huyết nhân. Huyết nhân nghiến răng, ra sức thôi động khí huyết trong cơ thể, hình thành ra một lá chắn máu để ngăn cản. Thế nhưng là công kích lần này của người mặc áo choàng sắc bén đến dị thường, lá chắn máu bị chấn vỡ tan. Nếu còn tiếp tục kéo dài như vậy, hắn căn bản là không thể trụ lâu được nữa. Nhưng tại lúc này, huyết nhân đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Tao nhìn mày không chỉ có như vậy mà thôi. Ừ. Người mặc áo choàng khẽ giật mình. Đột nhiên từ sau lưng anh truyền đến một tiếng xé gió, là con vượn kia. Nó không biết từ chỗ nào lấy ra một cây gậy xương đỏ như máu, hung hăng hướng về phía đầu người mặc áo choàng bổ tới. Lực lượng bá đạo khiến người phải rung động. Người mặc áo choàng không còn cách nào khác, chỉ có thể quay người ngăn cản cái gậy xương này bổ đến. Nhưng đến người kinh ngạc chính là lực đạo mà cái gậy xương này sinh ra lại mạnh hơn lực lượng trước đó của nó rất nhiều lần. Người mặc áo choàng cau mày, bỗng nhiên phát lực đem con vượn đánh cho lui lại. Nhưng khi anh vừa đối phó với con vượn thì sau lưng lập tức bị sơ hở. Huyết nhân thừa cơ hội ngưng tụ ra một đạo huyết kiếm hùng hăng bổ về phía người mặc áo choàng. Người mặc áo choàng cho dù kịp thời phản ứng, nhưng giờ phút này không có chút khó đối phó khi bị hai mặt giáp công. Sau lưng anh lập tức bị xẻ ra một đường dài, máu tươi từng tia bắn vọt ra. Huyết nhân điên cuồng cười to, có chút thú vị. Người mặc áo choàng đưa mắt nhìn con vượt nhàn nhạt nói, thú vị vẫn còn chưa tới đâu. Huyết nhân lợi dụng người mặc áo choàng bị thương, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo huyết quang bắn về phía con vượt. Sau khi con vượt hấp thu đạo huyết quang kia, khí tức trên người lại lần nữa tăng vọt. Cái gậy xương trong tay có huyết quang lượn lờ, phát ra chấn động quỷ dị. Con vượn quét cây gậy xương hướng về phía người mặc áo choàng lần nữa công tới. Những nơi cây gậy xương đi qua, không khí đều bị xé toạc, phát ra tiếng rít xé gió bén nhọn. Người mặc áo choàng cố nén đau bút sau lưng, hai tay phất lên, một luồng sóng khí bắn ra. Con vượn không sợ hãi chút nào, cây gậy xương vung lên đem sóng khí đánh cho tiêu tán. Tiếp theo, con vượn lao lên thật cao, do nên cây gậy xương bỗng nhiên nện xuống. Người mặc áo choàng đem khí tức ngưng tụ tại trên nắm tay, một quyền cường hãn đánh phía cây gậy xương. Như thời khắc này, con vượn nhận được bí thuật của huyết nhân tăng cường, lực lực đã khủng bố đến cực hạn, hoàn toàn khác với lúc trước. Nó dường như đã mất đi lý trí, chỉ còn lại sự dây chấp vô tận, thậm chí không còn chút sợ hãi nào. Tại sao nhiều lần kịch địch va chạm, người mặc áo choàng dường như kiệt sức, động tác chậm lại. Con vượn nắm lấy cơ hội, cây gậy xương liên tục vung ra, đánh cho người mặc áo choàng liên tục bại lui. Huyết nhân ở một bên không ngừng gia trì khí huyết cho con vượn, tăng cường lực lượng của nó. Người mặc áo choàng bị bức lui vào một góc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người mặc áo choàng bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian. Huyết nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cười âm trầm nói ra, sầu kiến, lúc này biết được thủ đoạn của bổn tọa rồi đúng không?